Thưa quý vị Ủy ban nhân dân huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang cho biết liên quan đến vụ việc các vật dụng trong gia đình của ông Nguyễn Văn Bá, ấp Mỹ Chánh A, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp tự nhiên bốc cháy, sau khi cơ quan công an cho lắp đặt camera giám sát để tìm hiểu nguyên nhân thì có cháy thêm một lần. Tuy nhiên đáng tiếc thời điểm đó cúp điện nên camera không ghi nhận được. Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Mừng, con trai ông Bá cho biết vào tối ngày 12 tháng 12, chiếc khăn tắm cháy giờ trước đó treo trong nhà tắm lại bốc cháy. Vụ việc được camera ghi lại và anh có báo cho công an huyện biết toàn trong ngày 13 tháng 12 lại tiếp tục cháy chăn bền trên giường để trước sân. Khu vực này cũng có camera giám sát. Anh Mừng cho biết hai ngày sau khi lắp camera, tình trạng cháy không còn nên gia đình chuẩn bị dọn đồ đạc vào nhà ở thì tiếp tục xảy ra cháy. Khi thì cháy ly, rổ đựng chén ở nhà bếp, lúc thì cháy giấy vệ sinh gần ao cá. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang cho biết đã mời các chuyên gia của Trường Đại học Cần Thơ phân tích tuy nhiên cần có thêm thời gian khảo sát phân tích thêm để kết quả cho chuẩn